Em chào các bác nên là em Lâm này lại tiếp tục rồi tiếp đếp cao cho các bác đây. Các bác theo dõi kênh nhà em thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh em nhé. Bây giờ đến mùa này là hết điều hòa rồi, không còn bận nữa nên là ngày nào cũng lên video, lên các thể loại cho các bác, từ bếp ga, bếp từ, nồi cơm, các kiểu luôn, máy giặt, máy rửa bát lên đều cho các bác luôn. Thì là bây giờ điều hòa nó cũng làm vất vả lắm, chứ còn những cái đồ này thì nó quay video test nó rất là đơn giản thôi. Đấy thì các bác nhớ xem ủng hộ kênh em. Đấy, không mua được chiếc này thì mua chiếc khác. Đấy, trước mắt đây là một con Zina đời đã 2020. Con này thì bao cho các bác xài nước luôn. Đấy, con này thì của em không có đi máy bay đâu, nhưng nhiều bác cũng quảng cáo là hàng xách tay đi máy bay. Các bác cái bếp này nặng 10 cân đi máy bay về đến Việt Nam 3 triệu tiền cước rồi. Chắc là cái bếp là người ta đi cho các bác luôn. Thôi nè, bọn em nhà em buôn bán thì em không có quảng cáo quá sự thật nên mình có sao mình bán vậy, làm sao mà các bác mua cái bếp chất lượng và hợp túi tiền là được. Đấy, trước mắt bác đây thì là một con Zina. Con này thì nó đẹp như mới luôn. Em bao các bác nó khoảng tầm mới khoảng tầm gần 100% luôn. Nó đẹp chống mét luôn. Đây, em quay qua. Con này bắt đầu xuất xưởng vào tháng 1 năm 2020 này. Quá đẹp luôn, má đây, đủ các cháy chưa giải. Bác tự viết của em đây. Đấy, con này là phim ấn này, một chạm lên luôn. Một chạm lên luôn. Lửa nó có gọi là xanh miên man luôn. Đấy. Quá đẹp luôn. Giá trị luôn. Đấy, giảm này. Đấy, em quay cho bác cái kiểm nó hơi lắng một chút. Em bảo lấy đi đấy. Dòng này nó dòng hợp kim. Đẹp nhìn. Chất lượng. Chất lượng không? Xuống kiểm mua không bao giờ phải suy nghĩ luôn. Một con duy nhất ở nhà em. Giá rất bình dân đấy. Lướng thì lướng bên này nhá. Lướng thì lướng ở đây. Lướng thì lướng ở đây. Lướng thì lò lướng ở đây. Ai lò lướng quay các bác. Chưa dùng một lần luôn. Vẫn như mới luôn. Xứng đáng luôn. Các bác nào xuống tiền mua con bếp này. Xứng đáng luôn. Con này thì nó full các tính năng nhá. À, chống trào, chống gió này, chống cháy nồi, chống cạn gì đây. Bếp nó đẹp, không dám tưới nước vào. Test thì test thử hết các chức năng này, không phải lo. Đấy, em bảo hành 2 năm mà. Ở nhà em cái bếp ga nào mua thì em được bảo hành 2 năm. Hỗ trợ sửa chữa miễn phí trọn đời. Đấy. Không bao giờ mất một đồng công tiền sửa nào, riêng bếp ga này em. Đấy, mua thì em đều có tặng pin này, tặng lưới chống chuột hết nhá. Bếp nào cũng được tặng lưới, cái tặng pin chống chuột. À, tặng pin này mới tặng lưới chống chuột, bởi vì là với em thì ít tiền hay nhiều tiền thì em đều phục vụ như nhau. Vì tiêu chí của em bán với khách hàng ấy, bán đa dạng khách hàng. Đấy, nhưng mà đều phục vụ tận tâm với các bác. Đấy, làm sao các bác mua được những sản phẩm vừa túi tiền, vừa chất lượng. Chứ còn Nhật thì nó dăm ba cái đường Nhật. Nhật đồng lát nó khác. Nhật đẹp nó lại chất đẹp nó lại khác luôn. Đấy, con này em bao các bác như mới đập hộp luôn. Các bác không xuống tiền mua không biết mua con nào. Đấy. Giá bình dân luôn. Con này giá chỉ có 3 triệu đồng cho bác nào vào việc chung kết cho em con này. 3 triệu thôi. Bao như mới luôn. Đấy, nó quá dùng rồi nhưng dùng rất ít thôi. Đấy, chưa phải là dùng nhiều. Đấy, mặt men. Nhà em thì không có mặt sơn nên các bác cũng không phải hỏi làm gì cả. Tức là những cái bếp rẻ tiền tầm phân khúc triệu hơn triệu thì em bỏ luôn. Em giờ chỉ buôn những con hàng đẹp xuất sắc. Đấy, bán cho các bác dùng cho nó sướng, dùng đúng chất cái đồ Nhật luôn, bền theo 5 tháng luôn. Đấy, bác nào kết thì alo cho em hai số điện thoại. Nhà em thì ở đâu em cũng ship cả, ship Bắc Trung Nam đủ 63 tỉnh thành luôn. Đấy, các bác nào kết thì alo cho em. À, bếp nó quá đẹp cho nên là nó không bị tật lỗi đâu cả, nên không cần phải quay video ký gì cả. Bởi vì con bếp nó đắt 2020 này không có gì mà bàn nữa luôn. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Em chào các bác nhá.